Chào mừng các bạn quay lại kênh Thanh 78. Lại tiếp tục lại ba anh em đang kết hợp ráp con 5m cú nhá. Này con cú 5m này đang ngày hôm nay gió đẹp sẽ gắn một bộ hoa đàn siêu VIP nhôm nha các bạn nhé, nhôm 7 màu. Cái này là khi mà trời nó nắng mưa là nó chuyển màu nhé. 7 màu, khi mà nó qua màu xanh, màu trắng, màu vàng này, con này của nó có 4 màu à? Nó chuyển màu. Con này lên tí là khét nghẹt luôn nha. Rồi, đang đáp đuôi. Rồi anh em kết hợp đáp sao. Cuộn dây này 500 mét nha các bạn nhé. Nặng lắm. Cuộn này mà quấn xong một phát là về đói ăn luôn. 500m. Tây Nam, một Tây Nam là phải buộc phải 500m mới sẽ thả được nhá. Nó mấy cái pin vào con nhà sợ lặng thì thôi, cứ sợ cái tát nó dày mới bọc. Khoảng 6m là phải đóng nặng nặng để chơi gió lớn mới chơi được chứ, còn gió nhỏ đâu có chơi đâu mà. Ngày hôm nay gió lại chơi được cái này. Gió này thư sức rồi. Không có ý cũng phải làm cho nó chắc chắc, tại vì mấy con đó nó phải chơi gió lớn mà. Mấy con đấy là toàn chơi gió lớn không đâu, anh đóng đóng cái bát quá. Đây đang kết hợp ráp đây nha. Bộ hòa đàn này cao phết đấy. Đấy, cao hơn gần bằng người, hơn người. Mấy cái bộ sáo này công đoạn căng chỉnh phải tuyệt đối nha các bạn nhé. Dây chằng dây chúng như phải tuyệt đối. Giờ sao nhìn cân chưa? Thấy chưa? Nó lên màu khác rồi chưa? Màu xanh. Sáo già này không chẳng kỹ lên cái mạch từ dưới diều xong rồi nặng cái đầu rồi. Ôi dồi chua này. Con này con còi này 5m. Con đang bay màu đen này 5m. Đó qua đâu chịu nổi. Con qua hôm qua con của em đi xuống cứ cắm xuống cắm mấy lần rồi đi chứ. Rồi đang công đoạn thường ngày căng chỉnh dây leo. Cắt dây nhôi khoảng 10 đến 12 phân nhá. Công đoạn này công đoạn không thể nào bỏ qua. 10 lần như chục cứ ráp diều vô là phải rất kỹ càng, anh em chơi diều sáo là buộc phải căng chỉnh nha. Chứ không thể nào mà không có căng chỉnh cái bộ nó được. Đây, nghệ nhân diều của chúng ta. Nghệ nhân. Chuẩn bị cho em siêu phẩm 5m này nha, sáo hoa đàn lên nha. Rồi anh em đang trải dây. Trải dây rồi bắt đầu với cầm máy lên nhá. Rồi mình đi ra chỗ diều nhá. Đưa ra, xa ra. Rồi chuẩn bị lên con này nhá. 1 2 3 lên. Ui trời ơi. Ừ.
luôn kia đây, luôn qua. Rồi, luôn qua. Rồi. Vướng dây các bạn ạ. Lên đây. Nó bị vướng dây, cái con diều màu đỏ nó không lên được. Nó vô trong hàng rào luôn rồi. Đâu, ngoài sắt nữa rồi. Sao bơm dây ra ta? Hả? Gió chân mạnh thế mà sao nó không kết ta? Chó chân mặn lắm mà nó lại không ngon. Đang xả dây tiếp á. Đang xả dây các bạn ạ. Ba con này. Gió nó bị tụt gió này, con này con chu cờ đỏ sao vàng đang tụt này. Gió chân thì có chân mặn lắm mà. Thôi các bạn thấy hay các bạn cho mình một like, một chia sẻ nhé. Các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều.